Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Đài truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam rãnh áp thấp có trục giắt qua khu vực Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía nam suy yếu và rút dần ra phía đông. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn mưa dông, cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh. Tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thành phố Gò Công. Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Quý vị và các bạn thân mến, đối với khu vực trồng cây ăn trái, mưa dông gia tăng về trưa chiều, do vậy bà con nên tỉa bỏ những cành tâm, cành khô, cành bị sâu bệnh để giảm diện tích hứng gió tạo cho cây dẫn dàng khi gặp gió mạnh, khơi thông cống rãnh kênh mương đảm bảo thoát nước tốt. Còn đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, mưa dông gia tăng, bà con nên kiểm tra đê bao, bờ bao, xả bớt nước ao, tránh trường hợp mưa lớn làm tràn nước trong ao, cần chủ động các thiết bị để tăng cường oxy hòa tan trong nước như máy quạt nước, máy bơm. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.